đích đó là con người mình nó có cái DNA nó mới còn phải biết. Ví dụ như rằng chồng mình nó cốt là của quyền, nó lấy mình là cốt tiền, đa số mấy con ở đây cốt tiền, thì cái DNA của người thế gian với người trời là con của mình đó, nó có hai dòng máu, nó có nửa dữ và nửa hiền á. À, mà muốn nó mà hiền á là nó ít nhiều á là phải đi phải surgery nó mới tu được. À, cái máu trượt mà của người mấy người được cứu đầu thai á có ảnh hưởng có đó. Cho nên lúc mà sư phụ bắt đầu có thần thông, bắt đầu cha với mẹ bắt đầu mới mấy chư Phật mới bỏ thần thông như người sư phụ á, là sư phụ đi mổ hai lần á, lấy hết cái máu của cha mẹ Trần ra. Cha mẹ Trần cũng là cốt tiên nhưng mà không ổng bả cũng phải chảnh xuống. Nó có đây đó, nó ảnh hưởng trong cái di truyền của máu của mình đó. Còn ý mình nói là sư phụ là người cõi trời, sư mẫu là cõi dưới, là giống như chuyện của Lạc Long Quân Ông Trời, con rồng cháu tiên, thì hai đứa nhỏ đó là the best DNA. Tại cái DNA trong người mình nó quan trọng, thì họp hai ngày với trên trời mấy vị. Mấy vị kêu sư phụ là lên trên mạng nói á, là nói thiệt luôn á, để cho những cái tụi kim cương hay những cái thế lực chính trị Việt Nam đó, là sư phụ với Đức Thầy là hai người là lãnh đạo một nước Việt mới. Nhưng mà sư phụ chưa dám nói, nói giờ nó bu đầy núi nó kiếm chuyện mình nữa, chưa nói mà nó còn kiếm chuyện. Là cái nước Việt Nam mà không có sư phụ mà đầu thai á là bây giờ là thôi. Bây giờ sắp sửa còn nạn hạn hán, thiếu gạo, người chết đói. Bây giờ là quân đội với công an á, là tụi nó hoang mang lắm, nó mong sao mà bắt trọng gờ chán nó để đuổi nó về. Thằng nào được đuổi về thằng đó có phước á, tại sao này dân không có gõ cửa. Còn thằng để mà nó được đi hải ngoại nữa, thì bây giờ là vậy, tự bỏ đảng thì không đâu có được. Tâm lý vậy á, nhưng mà sư phụ là người như vậy sư phụ mới biết, chứ bên bề ngoài mình không có biết được cái tin tức đó là bên trong. Rồi thằng nào mà chống với cha gọi là nghịch thiên á, thì nghịch mà nghịch nhiều quá sư phụ khuyên hoài không được á, là nó sẽ đột tử khoảng năm mấy bốn mấy tuổi chết á. Thì giờ nhiều lắm bệnh, tại vì bây giờ cơ trời đã đến nơi mà họ còn chống. Sư phụ với Đức Thầy xuất hiện về Việt Nam á, làm việc hơi khó khăn phải không, thì mấy vị cho đi trước, rồi còn cái thần hồn á sẽ lọc lại cái thần hồn. Cái xác ở trên không có kể là cái gì, cái xác này không có nhầm gì chứ, cái hồn á mới gọi là sàng lọc á, ở đâu cũng có sàng lọc hết. Sáu triệu chim hiền trong đó HO mà loại là HO mang danh HO nhưng mà thật sự nghịch thiên á. Sư phụ không có tính là cộng sản quốc gia nha, chỉ tính là ai là nghịch thiên với thuận thiên thôi. Cộng sản mà thuận thiên nó cũng là chim hiền mà. Từ về cuộc đời sư phụ là giống như con cờ thôi à. Những người đi cờ là cha cho đẩy ngón tay, cho đẩy lên, đi qua đi lại hay đứng. Nhưng mà nó sẽ tới được rồi. Mục đích là mình phải trong năm tới là sư phụ mùa xuân với lại xuân á, xuân là xuân với lại ví dụ nói là dần ho á, sắp sửa ho. Nhưng mà những cái gì dù nói không ai hiểu hết trơn á, cũng chẳng ai tin đó, nhưng mà mấy con coi nó thiệt, sắp sửa ho rồi đó, là nó chạy nó bỏ thẻ đảng nó về. Vậy là không có đổ máu nhiều, đổ máu nhiều hay không á là ăn thua. Lúc này cái tài sư phụ lên trên mạng nói giỏi bao nhiêu và tụi nó biết sợ sư phụ bao nhiêu. Sư phụ nói hai ba cái clip rồi, tụi nó bữa nay tao lên lại tao nói tao cho mày cái ngày deadline á, phải không? Bữa Houston sư phụ có nói, tại nó ngồi giúp 10 thằng á, 7 thằng chứ, lúc nào cũng có hết, đùa chấp nó luôn á. Nhưng mà mình phải cho nó biết, nhưng mà nó còn lì nữa thì lúc đó mới đổ máu. Đổ máu là do nó sẽ bị đột tử. Những người mà chống lại với sư phụ có nghĩa là chống lại với một đống của Thiên Long Bắc Bộ mấy vị thần rồi, chống lại cha rồi. Những con của đảng viên mà biết quay đầu mà qua đây với thằng Tâm, những đứa đó còn có tương lai. Tự vì sư phụ đã từng nói trong tương lai chỉ đứng theo thuận thiên nghe là nghịch thiên. Tuy là nó con ở đảng viên nhưng mà nó thuận thiên thì nó cũng phải cho nó lấy công chuộc tội gia đình đó. Còn cái đám mà làm cho cộng đồng hải ngoại nồi cám heo á, đám đó là đáng trị tội. Còn cái đám mà ở đây á, nằm dùng á,
làm cho cộng đồng tan rã, tức là cho khối người Việt không có đoàn kết, cái đó mới là đại trọng tội. Còn mấy đảng viên bắt trọng đâu có tội, tại chuyện của ông làm, chuyện của mình làm. Tôi thua tôi thua, tôi thắng tôi thắng, thắng vua thua giặc nữa. Giống như xưa sư phụ nói ông Trump sẽ thắng, cái gì nói là ông Trump sẽ thắng, hiện giờ sư phụ cũng nói ông Trump sẽ thắng. Mà lần đó ông Trump ông nhường lại cơ trời mà, tại vì do sư phụ thắng. Tại vì lúc mà mẹ bà nữ thần tự do đó, thánh mẫu mà của Mỹ á, hiện về bà nói chuyện sư phụ, bà nói là nước Mỹ sẽ bị chia đôi. Cái sư phụ mới buồn là vì sư phụ ở Mỹ này có cái ân thề, từ đó mình mới khắc cho nước Mỹ đừng có chia đôi, mà khắc ở trên cha với mấy chư Phật. Ok rồi, con đại diện trái đất, con xin thì cha cho, nhưng mà nó phải chậm lại. Thì từ đó ông Trump ổng bị sụt xuống 4 năm. Nhưng mà nếu mà người mà hiểu về tâm linh và về chính trị đó, ổng xuống ổng còn thế lực còn mạnh nữa. Ổng ở sau lưng ổng điều khiển quốc hội, ổng điều khiển tới ngày hôm nay. Đúng không? Thì cũng đa số cũng đâu có sai đâu. Nhưng mà cái phần quan trọng là nước Mỹ không bị chia đôi mới quan trọng. Đây khi giờ sư phụ xuống trái đất này để mà làm cho cái trái đất này nó tốt đẹp lại. Mỗi lần sinh là nó cơ trời chậm. Nay mai đây nè, con sẽ coi Trung Cộng là nó sẽ nổi loạn chia 5-7. Thì đó, bây giờ là ông Trump làm nước Mỹ đoàn kết lại nè, không có Mỹ trắng Mỹ đen nè. Và đồng thời ổng lục Phật, mấy con đọc kinh cũng biết, mình mà bị hạch tội thế gian chừng nào thì coi như là ổng. Kỳ này các ông về ổng thành Phật luôn á, chứ không phải là tướng trời nữa. Là trên đời này chỉ có trời Phật là màu nhiệm linh thiêng vậy. Đứa nào hiểu thiên tâm rồi nghe thủ nói chuyện thì sẽ hiểu ra. Thủ nói là rất là rõ ràng luôn rồi đó. Chỉ có người ta không nghiên cứu, người ta cứ nghĩ là thủ là mơ hồ. Cái chuyện 1+1=2, thủ nói chuyện khoa học mà. Thủ đâu có nói chuyện quyền ảo gì đâu. Còn chuyện thủ có 7 dòng hậu quan, thủ là con của cha, chỉ đời này xuống để mà giúp nhân loại. Thì cái đó nó hơi khó hiểu, nhưng mà những cái chuyện thủ nói nó nhìn là biết mà, news đó. Vậy mà người ta vẫn lì. Tại vì khi mà họ chấp á, những cái người mà tham tiền, tham danh vọng, tham đảng viên, họ không bao giờ muốn buông bỏ. Thì họ phải nói một cái gì, ồn chuyện nó ảo, nó khùng. Nhưng mà ngày mai á, nó nhảy đạch đạch, sao nó không nói là tôi không có bệnh gì, tự nhiên tôi bị chết oan vậy. Tại sao mấy ngàn đảng viên bữa giờ nó chết á, ở trên nói chứ phụ biết là mấy ngàn thằng luôn á. Dạ con hỏi Đức Chúa Giêsu phải là từ Phật mà trở lại thành Đức Chúa Giêsu là con của cha, một trong 12 người con của Thượng Đế là khác. Còn Phật đó là giống như cái bằng cấp học cao, nên đừng có confuse Chúa với Phật. Chúa thấp hơn Phật nếu gì nói về học vấn, nhưng mà ở trên trời dĩ nhiên là Phật là thầy của Chúa Giêsu rồi. Chúa Giêsu là con của cha, những cái người con của Thượng Đế mới có quyền lập đạo. Phật không có quyền lập đạo, đạo Phật đâu có ai lập đâu. Đạo Phật là Phật cái đó, Phật nói Phật đâu phải là giáo chủ đâu. Sư phụ là giáo chủ á. Nhưng mà Phật cũng có cái ban bệ để mà làm cái đạo. Hôm nay là đạo Thiên Tâm ra đời là giống như đạo Công giáo được lên lớp. Mình giao duyên đây là mình sẽ gặp lại trên đó lại hết. Còn những người ở ngoài kia giống như chị em ruột chứ mình nó chưa chắc nha. Tại họ không có hiểu á. Là lúc đó họ sẽ đi vào cái nghiệp của họ. Còn bây giờ mấy con là cùng chung một cái nghiệp á, mấy con biết không? Nghiệp tốt, nghiệp đi về. Ê, sư phụ đâu có bỏ đứa nào ở thế gian đâu. Đứa nào mà hổn nhất nữa cho nó dạo chừng 3 vòng cũng phải cho nó về. 3 vòng mà cũng 300 năm. Giờ cả nước Việt á, người ta trông nước thầy xuất hiện với sư phụ về. Tại sư phụ bữa có nói mấy clip cũ rồi, mỗi lần sư phụ nói nó sẽ happen 1-2 tháng sau đúng không? Giờ khổ thêm nữa đúng không? Thường nói cái chân này mà không chưa có đạp xuống cái trường tăng duy nhất là đừng nó hồng nước Việt mà chở cho mình ở trên. Bởi vì người ta đợi đi. Tại vì cái khổ là mục đích là để cho họ học một bài học, để sau này đừng có nói Hồ Chí Minh là Phật. Trong khi ổng là người hại nước Việt, ổng dưới địa ngục mà sao ổng cứu được. Sư phụ nói sự thật vậy mà đâu có ai tin đâu, mấy đứa nhỏ nhỏ đâu có tin. Mình cái tâm mình khấn người tốt tới mình. Mình cầu người xấu sẽ tới mình. Con làm bạn với ma cũng được. Sư phụ nói trước cách đây 3 năm mấy đứa không hiểu. Là khi mà Cộng sản nó biết là nó thua á, là nó sẽ bu sư phụ, một là nịnh, hai là diệt.
không? Nó có hai đường để nó làm thôi à. Tôi muốn độ với mấy thằng đó. Tại vì mấy thằng đó, mấy thằng bị chết quan là tại vì phía sau lưng tụi nó có người suối tụi nó tới đây. Nhưng mà nó không biết nó làm gì, nó chỉ làm giống như người máy thôi, hiểu không? Đó cũng là mình của nước Việt Nam. Nước Việt Nam mình sau này sẽ lớn rộng. Tại vì mấy vị nói là thụ cai quản tương lai phần nửa cái bài Kính Thiên á, thụ cai quản mấy trăm triệu người. Thì theo thụ nghĩ là như hồi cách đây 3-4 năm mẹ kêu thắng cho Quảng Đông, Quảng Tây á nhập chung lại nước Việt. Cái bài sớ đầu tiên á, hy vọng sau này họ cũng là người Việt Nam, thì cái núi đó cũng Việt Nam. Hiện giờ mộ có bà Triệu ha, bà Trưng gì cũng nằm bên đó mà. Còn riêng những cái nghĩa này á, thì giờ cái núi Thiên Long Sơn cũng là cao lên Thái Sơn gì, núi nào cũng là Thái Sơn đó, chứ nó không phải là đích danh như vậy. Thì con trang như núi Thái Sơn, mẹ như nước trong nguồn, hiện ra Nga cả Tàu, cả mấy thằng đầm lầy điều lãng, độc tài điều lãng, điều khắc với chân mệnh của thuộc, sao ngược đúng. Nên giờ thuộc khách về Việt Nam, Đức Thầy cũng sắp về. Trái tim của mình á, quay đứng lên, mấy vị nói là gì, mình thuốc trần, mình mê mê tiền, mê ái, mê đủ thứ. Mình cứ lần quần trong lục đạo. Nên giờ cái giáo Thiên Tâm đi ngược lại, rồi cái thật là bình đẳng hướng thượng. Thì đi trở về, để mỗi một ngày mình làm gì á, mình nhớ cái trái tim của mình đi ngược lên. Quan trọng chúng ta đi về trời, chứ không phải quan trọng chúng ta xuống đây làm giàu, giữ như của, đẻ ra nhiều cháu ngoại, nhiều con, không phải nói thiệt. Đó là lý do tại sao chỉ có một nước Việt Nam nhỏ xíu, như là con tép gì đó, mà Trung Cộng nó nuốt 5.000 năm mà nuốt không xong. Bị đô hộ 1.000 năm cũng không xong. Tới hôm nay 100 năm nhồi sọ để mà ngu dân cũng không xong. Đó là gì? Mình có cái DNA, có là dòng giống của con trời tạo ra. Nói thiệt là như vậy. Còn gặp những cái dòng giống những quốc gia khác mà tạo ra là đã bị diệt chủng lâu lắm rồi. Một quốc gia chỉ cần 20 năm thôi là quên đi tiếng nói là mất liền, dễ bị xóa sổ trên bản đồ đó. Nhưng nghĩ cái tới muốn gì ăn nó hiện trước mặt, muốn mặc bộ đồ đẹp cái nó hiện trước mặt, sướng quá, đâu có gì đâu khổ. Cho nên Phật với Bồ Tát ở trên nói chuyện mình đâu có thèm nghĩa. Ôi tôi bận rồi Phật ơi, tôi phải đi chơi bữa nay, tôi phải qua thành tinh kia, tôi gặp bạn tôi rồi kiếp trước nó ở dưới trần á, nó cũng giúp tôi, nó cho tôi mượn tiền rồi này nó. Cho nên về trời mình không có nghe lời gì nào thì từ đó mình nó hết phước. Tại cái phước nó cũng giống như là xăng vậy đó, con chạy có ngày nó hết xăng quá không? Lọt xuống lịch bịch. Tiên nhiều lắm. Đệ tử cho hộ toàn là đa số là tiên nhiều. Nhưng trừ đó, những đệ tử lớn tuổi á, thì có những đứa không phải tiên, nhưng mà hôm nay biết được thì cũng tốt. Còn mấy đứa nhỏ nhỏ mà bây giờ là deep down, gọi là chết sống với Thiên Tâm là quốc tiên. Tại trên đó cái A Lại Giải Thích nó đã rửa sạch rồi, nhớ lại mình phải làm cái gì rồi. Nói này thôi nói luôn, với là trong kinh sấm mà Đức Thầy có nói là núi cấm nổ về đền vàng của Minh Dương hiện lên đúng không? Rồi cái cột cao vậy, nói khủng khiếp lắm. Nhưng mà đến lúc mà thường hỏi Đức Thầy mấy cái này á, bữa hổm vừa hỏi Đức Thầy nói là đã nổ hai lần rồi, sẽ còn một tiếng nổ nữa. Rồi cái đền vàng á, cái cung vàng điện ngọc á, hiện bây giờ á, là hồi xưa đó, ở cái vùng đất năm non bảy núi á, là nó đã có rất là màu nhiệm. Có đền vàng điện ngọc ở đó thật, nhưng mà nó nằm ở một cái dimension khác, mà mắt thịt của mình là cái dimension thô kệch này, mình không có nhìn thấy được. Cho nên cả năm chèo, cả đền vàng điện ngọc đều là ở một cái dimension khác. Dimension khác bây giờ ông năm chèo là ông Covid, ông đã ăn biết bao nhiêu người rồi. Chứ bây giờ chẳng lẽ phải nói là hẳn là con Covid là gì, thời đó ta đâu có biết. Thời đó nói như vậy đã là sát nghĩa rồi. Chứ nó đâu có thể nào cái xấu mà đi nuốt cái đống người được, nó không có. Nhưng mà mình nói cái này thì những người bên kia người ta không có hiểu.
Phương muốn nói cái này thì nó đụng chạm. Nhưng mà cái đó là bài toán đó ở, ở cái dimension chúng ta đang ở, hoặc là ở một cái dimension ở cõi vô hình. Tại vì nó 36 tầng trời, biết bao nhiêu thứ mà nhân loại không có biết. Cả nhà khoa học gia của Mỹ cũng không đủ biết rồi. Kinh sấm là có thật, nhưng mà mình phải giải theo cái kiểu nào, kiểu nào đi nữa cũng không bằng Đức Thầy Đích Thân Ngài sẽ giải thích. Còn riêng sư phụ hỏi cách đây 5-10 năm, mỗi lần Đức Thầy về nói chuyện với phụ, sư phụ 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1, nó ra Thái Bình vậy trái đất này còn có 1-2 tỷ người hả? Cái Đức Thầy nói những gì ta nói hàng nghìn năm nay, tức là Ngài đã qua, Ngài đã từ thời ông Khương Tử Nha rồi dài dài tới đây ngũ đại truyền thừa là rất là nhiều cái thân người đúng không? Nhưng cha của con á, với hội đồng chư Phật á, rồi quyết định 20% còn lại trên thế gian này, ai mà nói ta đây tiên tri cái gì cũng trúng 100% thì người đó thật là không đúng. Đó là thầy giải thích như vậy. Cái sư phụ cũng thường nói ở trên chỉ mới biết cho sư phụ nói tới đâu, nói cái hướng thôi là mình đã quý rồi, là mình biết được cái hướng, là mình đã sửa được biết nhiều thứ. Còn ngày giờ mà nước Việt mới đó, trên đời này không có ai nói hết. Nhưng mà sư phụ biết được là ông Trump quay lại, sư phụ biết được là Nga sẽ thua và đồng thời Nga sẽ điêu tàn. Sư phụ biết được Trung Cộng với Nam sẽ bẫy. Sư phụ biết được là Biển Đông dậy sóng, Đài Loan tuyên bố độc lập, những cái quan trọng không? Thì từ đó những cái phụ nó theo sau mình phải đó.